Thưa quý vị, tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Bình Thuận có chiều dài đứng ở top đầu của cả nước. Thế nhưng từ khi vận hành đến nay thì tuyến cao tốc này còn nhiều điểm bất cập. Điển hình như là tình trạng ngập nước hy hữu tại dự án Phan Thiết Dầu Dây hay là tình trạng chưa có trạm dừng nghỉ, chưa có nhà vệ sinh trên toàn tuyến. Điều này khiến cho các hành khách gặp rất nhiều phiền toái, bất tiện khi lưu thông trên cao tốc. Tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Bình Thuận thì có chiều dài tổng cộng là 150 km. Và tuyến cao tốc này hiện nay thì vẫn chưa có trạm dừng nghỉ cũng như là những cái nhà vệ sinh. Và khi người dân, những cái phương tiện mà lưu thông trên tuyến đường này có nhu cầu đi vệ sinh thì hoặc là sẽ phải chọn cách là giải quyết ngay bên đường, hoặc là sẽ phải chọn cách là đi vệ sinh ở những cái nhà vệ sinh được che tạm bợ như ở phía sau tôi. Nhà vệ sinh được che bằng bạt tạm bợ như thế này là lựa chọn của nhiều hành khách lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Nếu không sử dụng nhà vệ sinh này, chỉ có cách duy nhất là giải quyết ngay bên vệ đường làn rừng khẩn cấp. Từ ở miệt dây vô, đây 200m mà cũng không có nhà vệ sinh. Mà thấy cái vậy người ta cũng ủng hộ, người ta nói cảm ơn nhiều, rồi này nọ. Để người ta cũng không có nhà vệ sinh cho người ta đi. Làn rừng khẩn cấp nơi chỉ dành cho những trường hợp khẩn cũng đang trở thành điểm dừng chân, nghỉ ngơi chợp mắt của nhiều tài xế sau chặng đường dài. Chính vì thế đây cũng là nơi nhếch nhác, rác thải, chai lọ tràn ngập mọi nơi. Trên cái cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và cũng như là Phan Thiết Vĩnh Hảo này thì nó một cái đoạn km rất là dài. Nhưng mà hiện tại bây giờ là không có chỗ để mà cho người dân có thể là dừng, gọi là nghỉ ngơi. Tuy là có chỗ dừng khẩn cấp nhưng mà chỗ dừng khẩn cấp này nó không phải là dừng để có nhà vệ sinh hay là cái gì đó để mà cho mình nghỉ ngơi. Nó cũng khá là bất tiện. Và từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo nó cũng là một cái cao tốc cũng khá là dài, cho nên anh nghĩ là nên có hai trạm dừng chân hoặc là nhà vệ sinh công cộng để cho người dân có thể nghỉ ngơi. Được biết hai tuyến cao tốc mới Phan Thiết Dầu Dây và Vĩnh Hảo Phan Thiết được đầu tư xây dựng 3 trạm dừng nghỉ, nhưng ít nhất phải đến cuối năm 2024 mới được đưa vào vận hành. Không có trạm dừng nghỉ khiến người dân gặp nhiều phiền toái, bí bách, nguy hiểm trực chờ. Hiện nay chúng tôi đang hoàn thiện cái hồ sơ thiết kế, các cái tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để trình bộ. Và đồng thời đó thì hiện nay chúng tôi cũng đang nghiên cứu cái phương án là bố trí nhà vệ sinh tạm trên tuyến để trước mắt là giải quyết tạm thời cái nhu cầu cá nhân của người dân tham gia giao thông. Nhà vệ sinh không đồng trên cao tốc, câu chuyện tưởng đùa mà lại đang là thực tế diễn ra tại cao tốc qua tỉnh Bình Thuận. Việc bố trí nhà vệ sinh nơi nghỉ ngơi tạm, giảm bất tiện cho người dân, phương tiện lưu thông trên cao tốc là điều vô cùng cấp thiết lúc này.